Nhìn cơ mạch áo ấy. Nhìn nhờ. Bây giờ đây mình làm một. Bây giờ này để mình đấy chưa. Nhìn cơ mạch áo ấy. Mày thấy không? Mày thấy không? Nhìn cơ mạch áo ấy. Mình như nào? Bẹ mẹ. Dạ. Sao không? Sao bạn ơi? Ui. Ui đi kìa. Đưa đưa. Cái giấy này văn. Tao chưa biết quầy mày ở chỗ nào, mày gửi vị trí quầy mày ra đây tao phải. Đi mẹ mày, được rồi, con chó lợn này, mày hay lắm, mày đập hết như này. Thế mày muốn như nào? Hả? Bây giờ như này không phải lên đâu, anh nhất là bọn nó bây giờ bọn nó trốn. Bây giờ lên đây không giải quyết được gì cả, hiểu chưa? Ừ. Anh bắt được nó, anh giữ nó lại, xong rồi anh gọi mày lên. Mình chơi rất chia nhiều rồi và mình trải nghiệm rất chia nhiều và kiếm được rất chia nhiều rồi nhá. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em cùng biết rồi nhá. Thì Club 568 này thì nó có một sự kiện này. Anh em vào đây báo danh ngày để anh nhận xu phí này. Đấy, xu trải nghiệm em chia Facebook Zalo cho anh em được 3.000 xu em nhá. Em cá chia sẻ nhiều và đúng không nhiều rồi nhá. Đấy, còn ai muốn lấy code ấy thì anh em ấy mình sẽ đặt cái đường link của AD của mình ở dưới phần bình luận kênh mình. Anh em theo link đấy anh em vào đây xin code của ta thì người ta sẽ cho vào nhá. Đấy, rất chi tín rồi ạ. Đấy, trời ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp thử một chơi để biết độ tín game này anh em nhá. Mình vào mình quay hũ đi anh em ơi. Nó chưa quay hũ đâu này, mình sẽ quay hũ này. Đấy, từ tiền anh em ơi. Quay. Nói chung là nó lỗ tí nó lỗ thì tiền rất chia to mọi người ạ. Đấy, em cứ quay để nhận tiền này. Lỗ. Con mua 2 luôn anh em ơi. Ui, anh em thấy chưa? Lỗ to, rất chia to luôn anh em ơi. Lại quay tiếp anh em ơi. Ui anh em thấy chưa này, 4 củ luôn anh em ơi. Nó vẫn lên tiền này. Ui ơi. Ngon rồi anh em ơi. Thôi anh em ạ, mình quay thử 1 2 cái ván để cho anh em cùng biết luôn nhá. Anh em thấy chưa? Rất chi là uy tín luôn nhá. Kiếm tiền rất chi là dễ từ game này luôn. Đấy, bây giờ thoát ra mình giới thiệu những phần hấp dẫn cho anh em cùng biết nhá. Vừa mới có 7 triệu, mình quay được 2 triệu là 9 triệu rồi em nhá. Đấy, thì ai muốn đầu tư chơi mình ấy, anh em phải vào phần nạp tiền này. Đấy, nó rất chi nhiều cổng nạp và rất chi là uy tín nhá. Có nạp trực tiếp thẻ cào này, mobile này, Zalo này, Viettel này, QR Banking mà ai mình kinh nhá. Làm rút tiền là một nhà cái không hề phí gì của anh em luôn. Đấy, uy tín nó làm ở chỗ đấy anh em nhá. Thì à, đi đâu mới nạp tiền phải đổi thưởng này, mình sẽ ấn phần đổi thưởng này. Thì có thể 1 đến khoảng 3 em đến kia sẽ rút tiền rồi nhá. 1 phút tiền sẽ về rồi. Nó chuyển nhanh luôn anh em ơi. Đấy, tôi hiện 5.000 này mình có số khoản tích về này. Đấy rồi. Ăn 2 triệu rút hẳn 2 triệu luôn cho anh em xem luôn nhá. Ăn rút tiền này mọi người này. Đấy, anh xem đi xử này. Uy tín là một phần lịch sử đấy anh em ơi. Đấy, thành công rất chi là nhiều luôn anh em này, mình kiếm tiền này. Đấy. Còn ai muốn trải nghiệm game mình ấy, mình sẽ đặt link ở phần mô tả và phần bình luận kênh mình ấy. Anh em theo link đấy anh em tải game này và trải nghiệm mình nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vào để lấy code anh em nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ thoát ra nhá. Bây giờ anh em sẽ vào phải vào kênh mình này. Đấy, sẽ vào kênh quanh TV vào nhá. Video mới nhất anh em nhá. Anh em vào video mới nhất của mình nhá. Đây. Mình sẽ đặt link ở phần bình luận này. Đây là link tải, còn ở dưới là link chính của AD này. Anh em vào Safari đi này. Đây nha anh em nhá. Đây là cái nhóm để xin code của AD của mình nhá mọi người nhá. Anh em vào đây xin người ta code, người ta sẽ cho code cho mình nhá. Đấy, còn ai muốn trải nghiệm game mình ấy, anh em xin theo link này, anh em tải game này và chơi mình nhá. Chúc anh em lại vui chơi thắng lớn nhá. Okay. Quay trở anh em nhá. Ông Tiến chào mọi người nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại clip video của mình ạ. Thì cái sự việc của anh Dũng ấy thì mình với anh Tiến ấy, bức xúc quá anh em ạ. Đấy, thằng Long em ấy nó đánh cái thằng Công, xong rồi nó đánh cái thằng Vịnh, xong bây giờ nó còn vào tận trong nhà anh Dũng, nó phá nhà anh Dũng nữa. Thì hôm nay mình anh Tiến là quyết định là sẽ lên tận Thái Nguyên luôn để xem ý kiến của nó như thế nào. Thích thật thì vào luôn là, được, anh em bây ạ. Giờ thì anh em tôi đang ở ngoài thành phố Bắc Giang đi, thì nhưng mà ở chỗ này chắc là Tân Yên hay gì nhỉ, nhưng mà nói là ra đến đoạn này bắt xe chả thấy xe đâu, thì bây giờ đang tính là bảo là gọi điện cho anh Dũng gửi vị trí cho để nó gửi vị trí cho để anh em tôi lên trên đấy nha anh em nhé. Có gì lên nhá, gặp nó đánh luôn con lợn nhựa đấy. Đánh nó như thế rồi vẫn không chừa nhỉ. Ngoài đi. Alo. Em đây. Anh Dũng à? Anh ơi, em đang anh gửi cho em cái vị trí này, em ngồi chỗ này mãi mà không thấy bắt xe lên này. Bắt xe lên đây em. Vâng. Ui. Nhưng mà bây giờ ở đấy mà ngồi anh à? Ừ, em anh tiến lên mà. À, bây giờ bọn nó trốn hết rồi, mẹ ông ba nó đập nát hết cửa tính nhanh. Sao lương anh sao mà thằng Vịnh qua cũng bị chú đánh à? Hôm nay em vẫn có chỗ bạn nhà anh em ấy.
Lương anh làm sao, có sao không? Nhưng mà hôm qua là đi ra ngoài kia là kiểu đó, hôm qua lúc mà bọn nó vào nó đánh vịnh này, xong rồi đi vào đấy nó đánh này, nó đá mèo vào lưng thế thì xong kéo dỉ máu ra thôi. Hôm qua lên nó lại rửa vết thương thứ rồi băng lại rồi. Mà ở chỗ này tất nhiên này gì mà chỗ này chỗ nào này bắt xe đợi xe mãi không thấy rồi. Đó, ấy sau dưới thế anh em lên trên này có hỏi quen không ấy, hỏi ai, hỏi Ngọc này. Ui dịch cả anh Ngọc thì không hỏi anh lại nói không ai điên là hỏi một câu lúc lại nói thôi. Nhiều khi anh em lên đây giúp nhau thật nhưng mà ông ấy bảo là không hỏi qua ông ấy ông lại nói không. Bọn em đi, bọn em lúc anh nhà không nhà ai, suốt để tí mà em gọi sau, em đang ở dưới thành phố rồi, em bắt xe lên. Không thì em bọn em bắt taxi. Gọi anh Ngọc đi, gọi anh Ngọc ở lên trên này, không lúc anh lại nói. Mày nhớ lần trước không? Dạ. Mày có nhớ lần trước mày lên đây giúp anh không? Biết rồi, không phải lo. Bây giờ bảo anh Ngọc chắc gì anh cho đi. Thì là mày biết lần trước mày lên đây, mày không hỏi ấy, xong mày bị đánh, mày bị ta chạm trên này, đến lúc anh cũng không biết. Nói nào với anh ý, hiểu chưa? Ok, cái đấy em không nói sau. Nhưng mà em đang gấp nên giúp anh ấy. Nhìn bực lắm rồi ấy. Thế thôi, mày lên tiếng không phải lên đâu. Ô mày, anh ấy có anh lên, nói chung lên đấy, ấy, mày no cái gì? Bây giờ bọn thằng Long nó trốn rồi, bọn em đi tìm nó cả ngày hôm nay không thấy. Cả bọn Tú nữa bây giờ đi tìm lần cả ngày hôm nay không thấy. Bây giờ anh lên đây, anh mới bay lên đây không hỏi bố em nhiều khi. Lên đây bị làm sao nó lại, bố em lại trách em, lại nói em. Cái thằng kia giờ nó trốn à? Bây giờ bọn nó trốn hết rồi. Hôm qua, chiều hôm qua lúc em đi ra ngoài viện xem ấy. Thế là ra ngoài viện kiểm tra vết thương này, thế đâu nó vào, 3-4 thằng vào nó đập lát hết rồi. Ừ, anh vừa anh rồi. Xem thì anh mới thấy thế, anh mới bảo với Quang Anh lên trên chỗ mày xem nào. Anh à, bọn này là cái bọn nghĩ là chúng nó xã hội, nó đéo tiền ấy, nó cần tiền, nó cứ đòi 70 triệu ấy. Mà bây giờ nhìn thấy nó là 70 triệu. Mẹ mà cũng đi ra 70 triệu bảo chúng nó bị ngáo à. Thế đây câu đâu anh, câu làm sao không? Em xem video rồi, câu cũng bị đánh mà đúng không? Bị đánh thì có mồm chứ không sao. Câu đang nằm ở bên phòng B. Anh bắt được nó, anh giữ nó lại xong rồi anh gọi mày lên. Ông nọ nó gọi điện nó chửi mày à? Nó chửi em, thằng Long em họ lại chửi em. Mẹ chó này. Ông nào anh bắt được thì anh gọi lên. Thì bẻ đá nó chứ. Vâng. Con em với mẹ nó trốn rồi, nó kẻ mày lập trái. Nó cứ luôn như mai, lúc bạn gì ạ? À. Mà anh em trên đấy cũng phải cẩn thận nào. Bây giờ em đi xuống thành phố rồi, bây giờ lại bảo không lên, mất việc. Bắt xe mà đi, không làm nhà nữa. Bởi vì lên đây bây giờ mày không hỏi qua ai, đến lúc mày nói anh, nói cả mày nữa. Thôi thế để em về, thế thế có gì báo em luôn nhá. Sau có gì anh báo. Mà để em bảo anh Ngọc phát. Nhưng mà giữ gìn sức khỏe nhá, đi đâu cẩn thận nào, đi đâu cẩn thận nhá, mấy anh em trên đấy nhá. Ok ok. Nghỉ ngơi đi nhá. Ok anh. Mẹ nó dám chửi em thì cút của. Mẹ thằng đấy nó loại ăn cháo đá bát mà. Nó kiểu như các con kia đòi chia tiền kia thứ nó ấy. Nó là bọn kia kiểu là thằng Long mà nó chơi nó quen anh đúng không? Đấy. Anh không biết là nó chơi với bọn kia hay không. Đấy, nhưng mà 70 triệu đấy là ví dụ là thằng Long nó đòi được ấy. Là thằng Long sẽ được hoa hồng đấy, không biết là được bao nhiêu ví dụ mà đòi được. Chờ đúng là ăn cháo bát luôn. Em đi mẹ quay là con chơi anh luôn. Nói chứ con này thì nói anh Dũng đi không nhỉ? Quay về ấy. Thôi nói chung là anh em nếu mà ấy thì thôi, anh em ở trên đấy cứ cẩn thận đi lại. Nói chung là ngoài chúng nó cắn trộm cái mà. Vâng. Và... Đấy thế anh mới quay bắt xe về nhá. Lúc anh bố em phải nói anh nhá. Thế nhá, có gì báo luôn đấy nhá. Ok nhá. Thế nhá, bye bye. Ok, có gì em gọi. Ok.
Hay anh về đi để em lên mình cũng được. Mày dở giờ nó nói thế, thằng Dũng nó bảo thế giờ mẹ mày lên không và đi cho mẹ chó Long, em cay lắm rồi, mẹ nó chửi em bực lắm rồi. Tôi ấy xong anh em mình ra bắt xe và đi. Bây giờ Dũng nó nói thế, bây giờ lên cũng chả giải quyết được gì, nó trốn rồi. Thế anh em ạ, thì mình với anh Tiến thì rất chia bức xúc là muốn lên đấy, nhưng mà anh Dũng, anh gọi điện anh Dũng bảo anh em bảo là thằng Long em nó trốn rồi, nó không biết tìm đâu. Thì thôi anh em ạ, mình với anh Dũng chắc là mình với anh Tiến chắc là phải về thôi. Mà thôi em thật anh về trước để em lên cũng được. Đằng này em đi rồi em lên. Tao về thì anh hỏi anh mày thì tao biết nói nào. Bảo em về nhà có việc. Mày dở. Thế mày giấu được không? Mày lên đấy mày giấu được anh không? Thì đợt vụ đợt trước ấy, thằng Duy Béo ấy, mình lên mình giúp anh Dũng ấy, thì cũng mình lúc đấy mình cũng gọi là mình không nói chuyện với anh Ngọc nên mình tự ý đi, nên mình sai. Ôi bây mình, giờ mình bức xúc quá mình mới bảo anh Tiến bảo mình thì mình đi luôn. Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ tao mày về đấy, xe Bắc Giang từ đây về nhà có xe Bắc Giang còn xe Thái Nguyên, bây giờ mày thấy có xe đâu thì bây giờ về cứ về đi, xong để 1-2 hôm nữa nó mà tóm được thằng ấy nó gọi lên được. Chứ còn bây giờ mình lên là anh ấy mày lên nói thật câu là lên nó trốn chả giải quyết được vấn đề gì mấy cả đấy, xong về lại bị anh nói cho một trận ấy, xong về đi xong ấy. Anh em nhá, có gì thì mình chắc chắn thì mình sẽ phải lên Thái Nguyên thôi anh em ạ. Đấy thì tình hình như nào ấy thì mình lại quay mình thông báo cho anh em cũng biết đấy mọi người nhá. Đi về đấy. Ừ. Thôi đi ra bắt xe về đi. Ừ. Ok anh em nhá.